Bộ Ngoại giao Thông tin, vụ đánh bom đoàn xe có đại sứ Việt Nam ở Pakistan. Hà Nội, phụ huynh bức xúc vì bị giáo viên phân công trực nhật hàng ngày sau 17 giờ tại trường. Bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Tài xế của Trương Mỹ Lan khai về việc vận chuyển hơn 108.000 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đoàn xe chở đại sứ 12 nước, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pakistan, chúng thiết bị nổ tự chế tại khu vực thuộc bang Khi Bê, Pak Khi đang trên đường đi dự diễn đàn phát triển du lịch vùng Swat, Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự việc này, ngày 26 tháng 9, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, ngày 22 tháng 9, đoàn xe gồm xe cảnh sát dẫn đoàn và xe của đại sứ 12 nước, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pakistan, đi tham dự diễn đàn phát triển du lịch vùng Swat đã trúng thiết bị nổ tự chế tại khu vực thuộc bang Khyber, Pakistan, khiến một cảnh sát thiệt mạng, bốn cảnh sát khác bị thương. Xe chở đại sứ các nước an toàn. Người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam nói: Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công và xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công này. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng Pakistan bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan ngoại giao, cộng đồng người nước ngoài, trong đó có Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước sở tại. Ngày 26 tháng 9, chính quyền khi bê Tungwa thông báo đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở các nhà ngoại giao nước ngoài. Trong những tháng gần đây, Pakistan chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của phiến quân, trong đó có bang Khyber Pakhtunkhwa giáp biên giới Afghanistan. Islamabad cho biết các nhóm như Taliban Pakistan đang ẩn náu ở đó và thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cảnh sát và lực lượng an ninh. Vùng Squat nổi tiếng với cảnh đẹp như tranh và các địa điểm tôn giáo lịch sử đón tiếp hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước mỗi năm. Mới đây, phụ huynh trường tiểu học Ngô Thị Nhậm, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội gửi đơn thư phản ánh tới báo chí. Trong đơn thư, phụ huynh này cho biết có con đang học lớp 1 tại trường tiểu học Ngô Thị Nhậm. Đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên đã phân công phụ huynh sau 17 giờ mang trổi đến trực nhật lớp. Phụ huynh này cho biết giáo viên nói rằng học sinh lớp một khó khăn trong việc dọn vệ sinh lớp nên một số lớp đã chi 500.000 đồng một tháng để thuê lao công của nhà trường dọn dẹp. Nếu lớp không thuê, cô giáo sẽ phân công phụ huynh tới trực nhật. Phụ huynh này cho rằng việc phân công phụ huynh tới trực nhật lớp là không hợp lý. Ngoài ra, phụ huynh này cũng phản ánh một số điều bất cập khi ban phụ huynh của nhà trường kêu gọi tặng cơ sở vật chất. Trong đó, kỳ 1 khối 1 tặng 10 bộ điều hòa cho nhà trường, dự kiến khoảng hơn 10 triệu một bộ. Trong kỳ 2, phụ huynh toàn trường tặng sân cỏ nhân tạo cho trường, dự kiến khoảng hơn 100 triệu đồng. Phụ huynh này cũng cho biết thêm không đồng ý việc góp tiền tặng sân cỏ nhân tạo cho nhà trường, cũng như khoản 500.000 đồng một tháng thuê người dọn vệ sinh nếu không phụ huynh phải tới trực nhật. Sau thông tin trên, bà Hoàng Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Thị Nhậm, Thanh Trì Hà Nội đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc. Bà cho biết đến thời điểm này, trường chưa thực hiện bất kỳ khoản thu đầu năm nào mà vẫn đang trong quá trình triển khai lấy ý kiến. Liên quan đến việc mỗi lớp phải đóng 500.000 đồng mỗi tháng để thuê người quét dọn lớp, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Thị Nhậm khẳng định quan điểm của nhà trường, việc trực nhật là trách nhiệm của học sinh, tuyệt đối không có việc yêu cầu phụ huynh đến lớp trực nhật thay cho con em. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem lớp nào yêu cầu phụ huynh phải trực nhật lúc 17 giờ. Ban giám hiệu nhà trường chưa nắm được thông tin này. Bà Hoàng Thị Thu Hà cũng nói thêm rằng nhà trường chỉ thuê đơn vị dọn vệ sinh ở các khu vực chung ngoài lớp học và phụ huynh không phải đóng một đồng nào và cũng chưa từng yêu cầu phụ huynh phải đến trực nhật hay phải đóng tiền hàng tháng vệ sinh trường lớp. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam Bình Dương vừa có thư kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 bão Iagi. Theo nội dung thư, trong khoảng thời gian vào các ngày 29 tháng 9, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, Khu du lịch Đại Nam sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng, vé các dịch vụ vui chơi như khu biển khu vườn thú, khu trò chơi, khu trường đua, xe điện phục vụ di chuyển cho tất cả người dân đến tham quan, vui chơi, thưởng lãm. Đặc biệt vào lúc 18 giờ đến 22 giờ các ngày trên sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc và giao lưu trực tiếp với CEO Nguyễn Phương Hằng tại sân khấu khu vực trường đua Đại Nam. Theo nội dung thư kêu gọi của bà Nguyễn Phương Hằng, đây là một dịp đặc biệt không chỉ để người dân tham quan, thưởng lãm, thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, các hoạt động vui chơi thể thao hấp dẫn tại khu du lịch Đại Nam mà còn để là lời kêu gọi chung tay chung sức, chung một tấm lòng để thể hiện tình dân tộc nghĩa đồng bào, cùng đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại miền Bắc chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 3 bão Iagi. Cũng theo thư kêu gọi này, thông qua hình thức quyên góp tùy lòng hào tâm của mỗi người, thùng quyên góp sẽ được đặt tại các khu vực trong khu du lịch Đại Nam. Tất cả số tiền thu được từ chương trình này sẽ được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, bão Iagi thuộc các tỉnh thành phía Bắc. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng cũng tham dự chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Bình Dương phát động và ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đồng Phạm về hành vi rửa tiền 445.748 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB và phát hành trái phiếu. Cáo trạng xác định từ tháng 2 năm 2019, Đến tháng 9 năm 2022, bị cáo Bùi Văn Dũng, lái xe cho bà Trương Mỹ Lan đã nhận vận chuyển tổng số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757 đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan. Hành vi của bị cáo Dũng đã giúp sức cho bà Lan che giấu nguồn gốc hợp thức hóa sử dụng 6.330 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi cho biết làm việc cho bà Lan từ năm 2012 đến năm 2022. Bị cáo Dũng khai, công việc của bị cáo là chở chị Lan đến công ty hoặc kêu đi đâu thì chở tới đó. Ngoài ra, ngày nào chị Lan kêu chiều có tiền, phụ cô Uyên, Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan qua ngân hàng lấy thì bị cáo đi chở. Bị cáo chạy ô tô 7 chỗ qua tầng hầm SCB gặp nhân viên Thúy Ái, ngân quỹ nhận tiền. Thúy Ái đã bỏ sẵn tiền trong các thùng nên ông này chỉ việc trở về. Bị cáo Dũng khai, cô ấy nói giao ai thì bị cáo giao. Có khi trở về công ty trên đường Trần Hưng Đạo, khi thì trở về nhà riêng của chị Lan trên đường Pasteur. Việc giao tiền cho các cá nhân khác thì bị cáo có ghi sổ. Song cho biết, khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết, tổng số tiền đã trở là 108.000 tỷ đồng và hơn 14.000 đô la Mỹ. Bị cáo Dũng nhận thức SCB là ngân hàng do Trường Mỹ Lan làm chủ. Toàn bộ số tiền mà Dũng nhận về đều là tiền của ngân hàng SCB huy động được. Bị cáo Dũng khai, mỗi lần chuyển tiền từ ngân hàng SCB về cho bà Lan, bị cáo Dũng được bà Lan chi bồi dưỡng từ 500 đến 1 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Dũng đã giúp cho bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỷ đồng chiếm đoạt được, trong đó hơn 5.230 tỷ đồng từ nguồn phạm tội tham ô tài sản và hơn 1.100 tỷ đồng từ nguồn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được chủ tọa hỏi có suy nghĩ gì về việc làm của mình, Bị cáo Dũng nói, bản thân làm công an lương, làm theo lệnh của cấp trên, chỉ là lái xe, không có chức vụ gì nên không biết việc làm của mình vi phạm pháp luật. Bị cáo Dũng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Mới đây, công an quận Hoàng Mai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng cướp giật manh động, tạm giữ chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng để gây án. Trước đó vào khoảng 6 giờ 35 phút ngày 16 tháng 9, chị H, chú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang đứng chờ để gọi xe Grab tại vỉa hè trên phố Tam Trinh thì bất ngờ bị hai nam thanh niên cướp giật điện thoại, kéo lê giữa đường. Theo đơn trình báo của chị H, vào thời gian trên, chị H vừa đặt xe ôm công nghệ, trong khi đang đứng chờ xe tới, trên tay chị H cầm chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max 128 g trị giá 18 triệu đồng. Bất ngờ, hai nam thanh niên đi xe máy tiến lại gần chỗ chị H đứng. Một đối tượng xuống xe đi bộ về phía chị Hát và giật điện thoại rồi nhảy lên xe máy đối tượng còn lại đang chờ sẵn tẩu thoát. Tuy hoảng sợ, chị Hát vẫn chạy theo, bám vào đuôi xe máy thì bị hai đối tượng tăng ga bỏ chạy, kéo theo cô gái trẻ quãng đường khóa dài. Khi đuối sức, chị Hát buông tay nhưng bị xây sát khắp người. Sáng cùng ngày, chị Hát đến công an phường Yên Sở trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 22 tháng 9, công an đã xác định được và bắt giữ được các đối tượng gây án. Theo đó, các đối tượng cướp giật gồm Lê Trung Hiếu, sinh năm 2004, chú ở thôn Cổ Điển A, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng. Kiều Trung Kiên, sinh năm 2002, chú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có một tiền án về tội cướp tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Kiều Trung Kiên và Lê Trung Hiếu để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Bước đầu, tại cơ quan công an, hai đối tượng Kiên và Hiếu khai nhận khoảng một năm nay đã hợp tác do không công an việc làm ổn định nên rủ nhau đi cướp giật. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hoa, trưởng khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe của bệnh nhi nam 7 tuổi, nạn nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai, nhiều tiến triển, tỉnh táo, tự chơi được và thích gọi điện thoại trò chuyện với anh trai đang học ở trường nội trú tại huyện Bảo Yên, Lào Cai, Cháu trai 7 tuổi này là một trong những nạn nhân may mắn sống sót. Cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định. Bố mẹ bé đều đã mất trong vụ lũ quét, hiện gia đình chỉ còn anh trai. Các y bác sĩ thường kết nối điện thoại giúp bé trò chuyện với anh như giải pháp điều trị tâm lý và ổn định tinh thần cho trẻ. Được biết, sau trận lũ quét xảy ra ở Làng Lũ vào sáng 10 tháng 9, Bé trai được người dân tìm thấy lẫn trong bùn nước, cách làng 500m, đưa vào bệnh viện đa khoa Lào Cai cấp cứu. Bờ sông Hồng qua xã Kim Lan, huyện Gia Lâm bị sạt, lòng sông lấn sâu vào đất liền từ 2 đến 17m, buộc chính quyền phải di rời 5 hộ dân. Tại thôn 4 xã Kim Lan, sạt lở dài khoảng 25m, ăn sâu vào bờ từ 2 đến 8m, kéo đổ bức tường rào dài khoảng 6m của gia đình ông Nguyễn Văn Hải đoạn đường ven sông và khoảng sân chung của nhiều hộ dân đã bị ngoạm phần lớn. Bờ sông sau sạt lở dựng đứng, cao hơn mặt nước khoảng 7 đến 8 m, có vị trí chỉ cách mép nhà dân hơn 1 m. Hiện bờ sông xuất hiện một số vết nứt bề rộng 0,5 m, kéo dài cả chục mét, nguy cơ đất tiếp tục trượt xuống sông. Khu vực này có 7 hộ dân với 35 nhân khẩu, tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 3.600 m2. Gia đình sinh sống nhiều đời ở xóm 4, ông Nguyễn Xuân Hà hơn 60 tuổi cho biết chưa bao giờ bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng như vậy. Một số công trình phụ của nhà ông và các gia đình bên cạnh đã bị lòng sông nuốt chừng. Chính quyền tổ chức di rời khẩn cấp nhà ông ra ở nhà văn hóa xã. Ông Hà nói, tôi mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp xử lý tình trạng sạt lở để gia đình có thể quay về nhà ổn định cuộc sống. Nếu việc xử lý kéo dài nhiều tháng, mong được hỗ trợ tạm cư. Ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết, cán bộ huyện đã kiểm tra hiện trường, triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực sạt lở ở thôn 4 xã Kim Lan, đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm, bờ bãi sông Hồng chủ yếu là đất cát pha liên kết yếu. Từ đầu tháng 8, do ảnh hưởng mưa bão, trên địa bàn xã Kim Lan xuất hiện một số vết nứt dọc bờ sông. Sau cơn bão Iagi, bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gần mức báo động 3. Khi nước rút kéo theo phần đất cát đã mất liên kết dẫn đến sạt lở. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Đăng Nam, sinh năm 1998, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, khi đang thực hiện hành vi tống tiền. Trước đó, anh T, trú tại Hà Nội, nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông lạ mặt, người này nghi ngờ anh có quan hệ bất chính với vợ của mình trong quá trình làm việc. Mặc dù không đưa ra được chứng cứ chứng minh anh T có quan hệ tình cảm với vợ mình, song đối tượng vẫn liên tục khủng bố về cả vật chất và tinh thần nạn nhân. Đối tượng gọi điện thoại đe dọa và yêu cầu anh T phải chuyển tiền để giữ kín thông tin. Do lo sợ ảnh hưởng đến gia đình và công việc, anh T chuyển cho đối tượng 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân phải quay cảnh nhạy cảm của vợ chồng nhằm khống chế bị anh T từ chối, đối tượng yêu cầu phải chuyển 10 tỷ đồng nếu không sẽ công khai sự việc cho mọi người biết. Lúc này, anh T trình báo cơ quan công an, quá trình điều tra, cơ quan công an bắt quả tang Nam đang nhận số tiền 500 triệu đồng của anh T, hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Ngày 25 tháng 9, công an huyện Thanh Trì Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Nam về tội cưỡng đoạt tài sản. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản trong vụ ô tô bị bảo vệ khóa bánh xe ở chung cư Mastery Thảo Điền. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Nhật về việc yêu cầu ban quản trị cụm chung cư Mastery Thảo Điền bồi thường vì bị bảo vệ khóa bánh xe. Trước những trình bày của nguyên đơn, phía bị đơn yêu cầu tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tại tòa, phía nguyên đơn trình bày vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 đã lái xe ô tô đến cụm trung cư và được bảo vệ hướng dẫn đậu xe. Đến khi xong việc, ông Nhật phát hiện xe bị khóa bánh và yêu cầu bảo vệ mở khóa, thì bảo vệ không thực hiện cho đến khi công an xuống giải quyết. Phía nguyên đơn cho rằng việc bảo vệ khóa xe được thực hiện theo chỉ đạo của ban quản trị. Ngoài trường hợp của ông Nhật, trước đó đã có nhiều trường hợp khác bị khóa bánh xe bị xử phạt. Theo bên bị đơn, việc nhân viên bảo vệ khóa xe của ông Nhật không đại diện cho ban quản trị mà xuất phát từ ý chí cá nhân, vì không biết xe thuộc sở hữu của ai và hành động xuất phát từ tình trạng nhiều xe đậu sai vị trí, nhằm bảo vệ tài sản trong khuôn viên chung cư, đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Việc giữa ông Nhật và nhân viên bảo vệ xảy ra xung đột tranh cãi về việc khóa xe là mâu thuẫn của hai cá nhân. Phía nguyên đơn trình bày thêm, sau khi sự việc xảy ra, ban quản trị đã đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh cá nhân và xe của ông Nhật lên tài khoản Facebook có tích xanh ban quản trị Mastery Thảo Điền. Phía dưới bài đăng có nhiều bình luận tiêu cực và gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến ông Nhật. Phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ban quản trị cụm trung cư xin lỗi công khai tại nơi xảy ra sự việc, bồi thường thiệt hại chi phí lập vi bằng 4 triệu đồng và thiệt hại về tinh thần yêu cầu ban quản trị và ban quản lý cụm chung cư liên đới bồi thường thiệt hại tài sản do có hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản là 368.775 đồng. Phía bị đơn cũng khẳng định không đăng nội dung liên quan đến ông Nhật lên mạng xã hội. Cư dân của cụm chung cư có hơn 10.000 người nên không thể quản lý và sử dụng mạng xã hội để thông báo. Việc thông báo được ban quản trị thực hiện bằng bảng thông báo dưới sảnh chung cư. Nguyên đơn cũng không cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh trang Facebook đã đăng tải nội dung trên là của ban quản trị. Nội dung hình ảnh theo vi bằng đã mã hóa, không chỉ đích danh ông Nhật, do vậy hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Theo hội đồng xét xử, hành vi tự ý khóa bánh xe của nhân viên bảo vệ mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu xe là hành vi trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Chủ sở hữu có quyền yêu cầu tòa án buộc người có hành vi xâm phạm trả lại tài sản và buộc bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, hội đồng xét xử xét thấy ban quản trị được hội nghị chung cư bầu và được ủy ban nhân dân công nhận nhằm đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền trách nhiệm liên đới về việc sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạng Savin có ký hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ của một đơn vị qua đó cũng xác định không có quy định thỏa thuận cho phép bảo vệ cụm trung cư khóa bánh xe đối với các xe vi phạm nơi đậu đỗ xe trong cụm trung cư trong suốt quá trình tố tụng ban quản trị khẳng định không có chỉ đạo hoặc cho phép bảo vệ khóa bánh xe ô tô đậu trong cụm trung cư do vậy việc bảo vệ tự ý khóa bánh xe của ông nhật là hành vi pháp lý đơn phương của nhân viên bảo vệ thuộc công ty dịch vụ bảo vệ nên trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bên thực hiện hành vi trái pháp luật gây ra là của nhân viên bảo vệ thuộc công ty dịch vụ bảo vệ Nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc ban quản trị trung cư và công ty trách nhiệm hữu hạng Savins liên đới bồi thường là không đúng chủ thể thực hiện hành vi vi phạm có trách nhiệm bồi thường. Ông Nhật có quyền khởi kiện bên thực hiện hành vi trái luật bằng vụ án khác. Đắk Nông có dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên nghìn tỷ đồng, nhưng nay đang cảnh nát tươm khi xảy ra 5 lần sạt trượt nghiêm trọng. Dự án trên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt cơ chế chính sách áp dụng cơ chế đặc biệt ưu đãi tại quyết định số 882 ngày 30 tháng 5 năm 2014. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Đắk Nông, nay là Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 1.658 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng cho công ty Trần Hồng Quân thuê đất xây dựng nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Dự án gồm nhiều gói thầu, trong đó có gói thầu 02XL san lấp và gia cố mái ta luy lô nhà máy luyện nhôm, hạng mục công trình san nền và bảo vệ mái dốc. Thời gian khởi công gói thầu là 25 tháng 11 năm 2015. Theo báo cáo của chủ đầu tư, vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, khối lượng hoàn thành của gói thầu đạt 90%. Tuy nhiên, quá trình thi công từ năm 2018 đến năm 2020 đã xảy ra 5 lần sạt trượt, khiến công trình nát tươm, khiến khu công nghiệp nhân cơ trễ hẹn ngày về đích năm 2018. Theo tài liệu, ngày 5 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông có báo cáo số 737 sau sự cố sạt trượt lần 3 ngày 4 tháng 4 năm 2020 liên quan đến sự cố sạt trượt tại gói thầu 02XL. Theo đó, diện tích sụt trượt lần 3 khoảng 15.500 m2, toàn bộ hệ thống mái ta luy đất đắp, tấm ốp hở ra cố mái bị đẩy ra phía lòng hồ. Nguyên nhân chính xảy ra sự cố sụt trượt là do quá trình thi công chưa nạo vét triệt để, lớp đất yếu theo hồ sẽ thiết kế được duyệt. Chưa có giải pháp quản lý kiểm soát chất lượng đối với phần khối lượng đất dự trữ để đắp dẫn đến khi đắp đất sẽ tạo ra lớp đất không đảm bảo theo yêu cầu thiết kế trách nhiệm chính để xảy ra sự cố trên thuộc chủ đầu tư đơn vị thi công đơn vị tư vấn giám sát trong công tác quản lý chất lượng còn lỏng lẻo chưa chặt chẽ thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế hồ sơ quản lý chất lượng và nhật ký thi công chưa nêu chi tiết công việc thực hiện còn nhiều chỗ chung chung không thực hiện nghiệm thu công tác nạo vét bùn Sáng ngày 26 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên sơ thẩm xét xử cựu giám đốc Sở Xây dựng Đăng Gia Dũng cùng 5 bị cáo khác về các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk Rấp, Đắk Nông. Theo thủ tục, thư ký phiên tòa kiểm tra danh sách các bị cáo cũng như những người liên quan. Sau đó, nữ thư ký thông báo phiên tòa tạm hoãn với hai lý do, luật sư của một bị cáo và kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông trong phiên tòa có đơn xin hoãn. Thời gian mở lại phiên tòa dự kiến là ngày 16 tháng 10 và xét xử trong 3 ngày. Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Sau khi huy động các lực lượng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm đã tìm thấy ba cháu bé là anh em ruột bị báo mất tích ở xã Kim Tân, ở khu vực cách nhà bố đẻ các cháu khoảng 100 mét. Cụ thể, Sáng ngày 25 tháng 9, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an huyện Kim Sơn, quần chúng ở xã Kim Tân tiếp tục ra soát kỹ các ngõ ngách dọc tuyến đường nghi vấn nơi ba anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú, 12 tuổi, Trần Thủy Tiên, 8 tuổi và Trần Anh Tài, 5 tuổi mất tích. Đến khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1987 và chị Trịnh Thị Hương, sinh năm 1989 có tiếng động lớn trong nhà bên ngoài cửa khóa, lập tức tổ công tác tiếp cận gọi lớn thì nghe thấy có tiếng trẻ con bên trong. Quá trình xác minh nhanh, cháu Tú nói vọng ra ngoài, ngay sau đó, ba cháu được đưa ra trong tình trạng an toàn, khỏe mạnh. Theo cháu Trần Anh Tú, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, cháu cùng hai em đi ra cổng chơi, thấy nhà bạn Nguyễn Duy Khánh là con trai của chị Hương, sinh năm 2013 đang mở cửa nên Tú dẫn hai em vào trong nhà chơi. Lúc này, Khánh không có trong nhà, đã đạp xe sang nhà bà ngoại. Tú dắt hai em lên tầng chơi xem điện thoại vì nhà có wifi. Đến buổi trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dựa, sinh năm 1962, mẹ chồng của chị Hương, nhà ở gần bên sang nhà khóa cửa cho con. Thấy bà dứa sang, Tú cùng các em trốn lên tầng 2. Sau đó ba cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem điện thoại. Do về nhà sợ bà và bố mắng nên ba cháu vẫn ở nhà cháu Khánh đến khi cơ quan công an phát hiện. Các cháu được giao trả lại cho người cha là anh Trần Văn Tuấn sinh năm 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sáng 25 tháng 9, anh Phan Minh Thắng, sinh năm 2004, trú xã Cơ Giang, huyện Đắc Đoa, Gia Lai, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Anh Thắng là người đã được các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phối hợp cùng công an xã Đắc Giang, và công an huyện Mang Giang giải cứu thành công sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Anh Thắng kể lại, sáng 16 tháng 9, anh đã đi xem người dân câu cá ở bãi bồi trên sông Ayun rồi ngủ quên. Tới chiều mới tỉnh giấc thì thấy nước sông đã lên cao do lũ đổ về. Dòng nước đục ngầu chảy xiết khiến anh không thể vượt sông vào bờ. Đến tối, dòng nước tiếp tục dâng cao, cuốn trôi anh Thắng xuống đoạn sông bên dưới. Khi bị trôi được một đoạn, anh Thắng cố gắng quờ quạng rồi vớ được đám cây bụi giữa dòng và neo vào cố thủ chờ người đi qua kêu cứu. Nhưng từ hôm đó tới 9 ngày sau, không ai phát hiện ra anh Thắng đang neo ở bụi cây giữa dòng sông Aiun. Suốt thời gian đó không có gì để ăn, anh Thắng chỉ uống nước sông cầm cự. Đói lạnh và kiệt sức, có nhiều lúc Thắng nghĩ mình sẽ chết. Anh Thắng kể, trong những ngày đó, nước sông lớn, chảy xiết nên em không dám bơi vào bờ. Để sống sót, em cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự. Buổi đêm trời rất lạnh, mưa nên nhiều lúc em mệt quá là người đi. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng gặp người đi qua để kêu cứu nhưng không có ai. Sau 9 ngày cầm cự đến đầu giờ chiều ngày 24 tháng 9, thấy một người dân làm rẫy đi ngang qua khu vực, anh Thắng kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bụi cây giữa sông Aiun, người này tức tốc chạy về trình báo công an xã Đắc Răng. Khoảng vài chục phút sau, anh Thắng được lực lượng công an xã Đắc Răng tiếp cận, bơi qua sông, mang dây và áo phao giải cứu. Theo một cán bộ công an xã Đắc Răng, lúc lực lượng tìm đến, anh Thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa dòng sông. Lúc này, các chiến sĩ nghĩ rằng anh Thắng đã ngất xỉu, nhưng rất may, anh Thắng vẫn tỉnh táo. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách đưa áo phao, dây thừng hỗ trợ giải cứu anh Thắng vào bờ an toàn. Ông Nguyễn Trung Hiếu, anh rể anh Thắng cho biết, mẹ anh Thắng mất sớm, cha bỏ đi biệt tích. Hơn 10 năm qua, Thắng ở cùng gia đình ông Hiếu. Hơn một tháng trước, anh Thắng xin đi phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn huyện Mang Yang. Hôm 16 tháng 9, anh Thắng rời khỏi nhà đi làm nhưng đến tối không thấy về nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Do không tìm thấy nên sáng hôm sau, gia đình trình báo công an. Cùng với đó, gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ. Đến chiều 24 tháng 9, khi nghe lực lượng chức năng báo tin đã tìm thấy Thắng bị mắc kẹt giữa dòng sông Suốt 9 ngày, người thân mừng phát khóc họ không nghĩ rằng anh đã trải qua những ngày sinh tử một mình giữa dòng nước xiết lâu như vậy một bác sĩ của trung tâm y tế huyện mang yang cho biết lúc tiếp nhận thắng từ trạm y tế xã đắc răng chuyển lên thể trạng nạn nhân rất yếu sau khi kiểm tra tổng thể bác sĩ phát hiện bạch cầu trong máu nạn nhân tăng cao bị viêm họng và lở loét bàn chân hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ điều trị triệu chứng và nâng đỡ thể trạng dần dần Lực lượng cảnh sát giao thông công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ xe đầu kéo tông hàng loạt giải phân cách và suýt ủi vào cửa hàng cá cảnh xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu khoảng 9 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập hướng về đường Nguyễn Văn Linh, vừa qua dạ cầu Phú Mỹ, phương tiện này bất ngờ tông giải phân cách lao sang làn đường ngược lại rồi phóng lên về hè. Sau đó, xe đầu kéo lao thẳng vào cửa hàng cá cảnh nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, nhưng bánh xe bị vướng vào gốc cây điệp trên vỉa hè. Tại hiện trường, nhiều đoạn giải phân cách bị ủi sập, đầu xe bị hư hỏng, ghim chặt vào gốc cây và các mảnh vỡ của phương tiện này văng khắp nơi. Chủ cửa hàng cá cảnh cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng chưa có khách và chị cùng với bốn người thân đang ăn sáng bên trong. May có cây xanh trên vỉa hè chặn lại, chứ không thì cửa hàng của tôi bị tông sập rồi, chủ cửa hàng cho hay. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ. Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, bão Iagi, địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã xảy ra lũ lụt cùng những trận sạt lở đất khủng khiếp. Mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 70 người trong huyện. Trong đó, trận lũ quét kinh hoàng Gần như xóa sổ thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, đến ngày 25 tháng 9, thảm kịch đã khiến 56 người thiệt mạng tại thôn làng Nủ, còn 11 người vẫn chưa được tìm thấy. Chiều 24 tháng 9, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đã rút khỏi hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất, lũ ống xảy ra tại thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Quân khu 2 cũng đã rút lực lượng gần 400 bộ đội khỏi hiện trường thôn làng Nủ sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã rời làng Lũ. Công tác tìm kiếm 11 người mất tích sẽ được giao lại cho khoảng 200 người của Ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Yên, dân quân tiếp tục tìm kiếm trong 5 ngày nữa. Hình ảnh các anh dầm mình trong bùn đất ngập sâu để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích sẽ là những ký ức không thể nào quên với người dân làng Lũ. 300 người lính sư đoàn 316, hàng chục chiến sĩ biên phòng kèm chó nghiệp vụ đã bám trụ tại làng Nủ suốt nửa tháng, họ lần tìm từng mét vuông tại hiện trường, đưa được thêm hàng chục thi thể ra khỏi bùn đất. Ngay từ sáng sớm ngày 24 tháng 9, người dân thôn làng Nủ và đông đảo người dân xã Phúc Khánh đã có mặt xếp thành hàng dài hơn 1 km nối từ sân nhà văn hóa thôn làng Nủ ra phía ngoài để chia tay các chiến sĩ. Nhiều người dân thôn làng Nủ đã bật khóc, bà con đùm sôi gói bánh gửi tặng các anh và trao cho những người lính cái ôm ấm áp nhiều người dân đã chạy theo xe chở bộ đội níu tay các chiến sĩ để gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt đoàn người dài tiễn các chiến sĩ rời làng đã không thể cầm được nước mắt có người còn bật khóc thành tiếng bà con cho biết rất xúc động khi thấy bộ đội hỗ trợ các gia đình tìm kiếm người mất tích tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp sau trận sạt lở kinh hoàng cán bộ chiến sĩ còn hỗ trợ người dân dựng nhà tạm và di chuyển đồ đạc tài sản đến nơi an toàn Trước đó qua công tác nắm tình hình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 23 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với đồng Xuân Thụ, sinh năm 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, địa chỉ tại văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Từ năm 2020, ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ Cây Trổi Vàng với danh nghĩa để tôn vinh ủng hộ làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đồng Xuân Thụ chỉ đạo cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đi kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ tiền để gây quỹ. Được biết tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam do ông Đồng Xuân Thụ làm tổng biên tập tuy nhiên chương trình cây trổi vàng do ông đồng xuân thụ và tạp chí môi trường và đô thị phát động khởi xướng đã tạo vỏ bọc tinh vị làm công cụ để các đối tượng cấu kết thông đồng móc nối với nhau hoạt động cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng số tiền thu được ông đồng xuân thụ và các đối tượng không thực hiện chi cho hoạt động chương trình cây trổi vàng mà dùng để chia chác phân bổ cho nhau theo tỷ lệ quy định Cụ thể, ông Đồng Xuân Thụ và thuộc cấp đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức cá nhân doanh nghiệp, sau đó đe dọa đăng tải lên tạp chí này nhằm hạ uy tín gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Nếu không muốn bị nêu tên trên tạp chí cá nhân doanh nghiệp buộc phải tham gia chương trình cây chổi vàng do các đối tượng đề ra vì thế trong các buổi làm việc với người dân doanh nghiệp đó các đối tượng luôn mang sẵn hợp đồng mời tài trợ cho chương trình cây chổi vàng khi ép được bị hại tham gia thì chúng yêu cầu ký luôn để thu tiền ngoài đối tượng đồng xuân thụ còn có bùi văn toàn sinh năm 1980 trú tại phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội trưởng ban kinh tế môi trường cao thị thu hường sinh năm 1989 trú tại xã tả thanh oai huyện thanh trì thành phố hà nội kế toán. Nguyễn Ngọc Tuyên, sinh năm 1989, trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, phóng viên. Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 9, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tất Triển, sinh năm 1978, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, phóng viên, để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Viện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ khởi tố, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong văn bản mới đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đồng ký, Hà Nội yêu cầu hạn chế việc tổ chức đấu giá để giao đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, ưu tiên việc đấu giá quyền sử dụng đất cho tổ chức thực hiện dự án đầu tư đảm bảo lựa chọn được chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh sách các trường hợp trả giá cao hơn thị trường để chúng đấu giá nhưng không nộp tiền chúng đấu giá theo quy định, gây nhiễu loạn thị trường. Danh sách này cần được công khai trên trang thông tin của huyện và báo cáo cung cấp thông tin để công bố trên trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao đẩy nhanh tiến độ thực hiện cập nhật điều chỉnh bảng giá đất, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định. Về triển khai và tổ chức đấu giá, Hà Nội yêu cầu phải công khai minh bạch trong việc cung cấp thông tin về các phiên đấu giá trên hệ thống thông tin của trung ương, thành phố và địa phương. Các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất đúng trình tự thủ tục theo quy định, xem xét việc quy định bước giá, hình thức đấu giá, đấu nhiều vòng bắt buộc đảm bảo tính cạnh tranh và sát giá thị trường. Thực hiện nghiêm việc cử đại diện tham dự giám sát việc thực hiện phiên đấu giá, chốt quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm, dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá gây dối mất trật tự tại cuộc đấu giá hoặc hành vi bất thường khác theo quy định. Hà Nội cũng đề nghị công an thành phố xem xét các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện vi phạm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có biện pháp ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy định đấu giá, không được tiếp tục tham gia đấu giá. Ngoài ra, đề xuất giải pháp ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiếp tục tham gia đấu giá đối với các trường hợp đã từng tham gia đấu giá, trả giá cao bất thường để chúng đấu giá nhưng không nộp tiền chúng đấu giá theo quy định. Mới đây, Bộ Xây dựng cũng có báo cáo gửi văn phòng chính phủ về việc thực hiện đấu giá đất tại nhiều địa phương gần đây. Bộ thừa nhận trong quá trình tổ chức đấu giá, một số nơi có hiện tượng có đấu giá, thông đồng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu hoàn thiện các quy định liên quan đến đấu giá đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế theo hướng. Tăng tiền đặt cọc, xác định giá khởi điểm sát với thị trường rút ngắn thời gian nộp tiền chung đấu giá, hạn chế người tham gia với mục đích đầu cơ ngoài ra cần có chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu nhiều nhà đất để hạn chế hoạt động đầu cơ mua đi bán lại nhiều lần trong thời gian ngắn để kiếm lời